Xin chào, mình là Hà Phương. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới bí ẩn. Ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem xung quanh thế giới của chúng ta có những điều gì kỳ lạ nhất nhé. Top 7 cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử châu Âu hiện nay. Khi theo dõi những trận bóng đá, chắc chắn các bạn có thể bắt gặp hình ảnh trọng tài rút ra chiếc thẻ vàng hay thẻ đỏ cho một cầu thủ nào đó trên sân. Đối với những người không biết gì về đá bóng sẽ không hiểu tại sao lại vậy. Nếu là thẻ đỏ thì đây là một hình thức xử phạt nặng nhất trong các loại xử phạt của bóng đá mà không có một cầu thủ nào muốn nhận nó. Cùng điểm qua 7 khuôn mặt vàng trong làng nhận thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử châu Âu hiện nay. Các bạn nhớ bấm vào nút subscribe và nhấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua top các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, top các cầu thủ có chiều cao khủng nhất hay top các cầu thủ có giá trị đắt nhất. Nhưng bạn đã từng nghe qua top các cầu thủ nhận được nhiều thẻ đỏ nhất hay chưa? Nếu mà chưa nghe qua thì hãy cùng theo dõi video này để biết được mức độ fair play của cầu thủ châu Âu như thế nào nhé! Duncan Ferguson. Cầu thủ sinh ngày 27 tháng 12 năm 1971 là cựu cầu thủ của bóng đá người Scotland và hiện nay đã giải nghệ. Trong suốt sự nghiệp của mình thì ông là người Scotland ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải bóng đá ngoại hạng Anh trong lịch sử. Tuy nhiên, sở hữu thành tích khá ấn tượng, song Duncan Ferguson lại là người có lối chơi khá lăng xả trong các trận đấu. Từng thi đấu ở Everton, Newcastle United và Rangers, Ferguson được mệnh danh là vua thẻ đỏ tại Premier League. Lý do khiến anh bị thẻ phạt là do cách tiếp cận đối thủ khá thô bạo và rắn. Cựu tiền đạo của Everton có thể hình cực kỳ lực lưỡng, nhưng nhiều lúc, thay vì chơi bóng và ghi bàn thì anh lại sử dụng lợi thế về ngoại hình ấy để đi bắt nạt những cầu thủ của đối phương. Hiện tại thì Ferguson đang làm công tác của huấn luyện viên. Người đàn ông này đã thi đấu được hơn 250 trận cho Everton và đã phải nhận 8 thẻ đỏ. 8 thẻ đỏ trong sự nghiệp là nhiều đối với một cầu thủ đang chơi ở vị trí tiền đạo như là Big Dunn. Anh cũng từng phải ngồi tù 3 tháng vì tấn công cầu thủ của đối phương ngay trên sân đấu. Richard Dunn, 8 thẻ đỏ. Cái tên Richard Dunn lại một lần nữa được nêu ra bởi tính khí nóng như lửa của anh. Trong suốt những năm tháng thi đấu tại ngoại hạng Anh thì Dunn đã nhận được tổng cộng là 8 thẻ đỏ. Những hình phạt của Dunn xuất phát từ những pha bóng nguy hiểm mà anh đã tạo ra cho đối thủ. Đỉnh điểm là mùa bóng 2007-2008, Richard Dunn đã 2 lần bị đuổi khỏi sân. Cầu trung vệ của Man City hiện đang nắm giữ 2 kỷ lục mà không một người nào mong muốn là cầu thủ đá phản lưới nhiều nhất và cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất. Lối chơi của Richard Dunn thật sự là quá thô bạo khi mà trực tiếp phạm lỗi với đối thủ để giành lợi thế cho mình. Được tặng gần như là chục chiếc thẻ đỏ cùng với hơn 70 thẻ vàng chỉ tính riêng tại đấu trường cao nhất của bóng đá Anh, quá đủ để nói lên tính cách phổi bò và lối chơi thô bạo của anh. Patrick Vieira, 8 thẻ đỏ. Một huyền thoại khác của ngoại hạng Anh là Patrick Vieira cũng lọt vào danh sách của vua thẻ đỏ. Cựu cầu thủ của Arsenal cũng phải nhận 8 thẻ đỏ trong suốt quá trình thi đấu ở pháo thủ, đã nói lên lối chơi cực rắn của tiền vệ lừng danh này. Ngoài ra, tuyển thủ người Pháp còn phải nhận trung bình 10 thẻ vàng mỗi mùa khi mà kiếm cơm tại Premier League. Với tính khí nóng này, thì anh hay chống đối lại các quy định của trọng tài nên không được lòng các ông vua áo đen gì mấy. Tất cả mọi cầu thủ, dù nổi tiếng hay là không, đều là nạn nhân khi mà đối đầu với Vieira. Kỷ lục của anh còn được ghi nhận khi mà chỉ mới 3 vòng đầu của mùa giải Premier League 2000-2001 thì tiền vệ người Pháp này đã nhận đến 2 thẻ đỏ. Nhưng dù thi đấu quyết liệt và lắm lúc phải ra sân với cái đầu nóng, nhưng mà cựu tiền vệ người Pháp chính là trụ cột của Arsenal, giúp câu lạc bộ này giành 3 chức vô địch của Premier League. Cái tên tiếp theo trong danh sách này chính là Jan Nogotny, một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá Đức. Jan Nogotny được coi là một trong những hòn đá tảng của những cỗ xe tăng Đức cách đây một vài năm. Với lối chơi cứng rắn nên Nogotny thường xuyên phạm lỗi với đối phương và trong suốt sự nghiệp tại giải Bundesliga thì ông đã phải nhận đến 8 thẻ đỏ cho bản thân mình. Trước đây thì Nogotny đã chơi cho Bayern Leverkusen từ năm 1996 cho đến năm 2006 với thẻ đỏ trong trận làm khách tại Dortmund ở vòng 11. Mùa giải 2004-2005, Jan Nogotny đã trở thành cầu thủ bị chuộc quyền thi đấu nhiều nhất ở Bundesliga với 8 lần nhận thẻ đỏ. Hiện nay thì ông đã giã từ sự nghiệp sân cỏ. Paulo Montero, 16 thẻ đỏ. Paulo Montero là hậu vệ nổi tiếng với lối chơi cứng rắn trong giải Serie A. Chính vì thế, hậu vệ này bất chấp lao vào đối phương để giành bóng. Tờ The Times đã xếp anh đứng ở vị trí thứ 39 trong danh sách 50 cầu thủ bóng đá rắn nhất hành tinh. Anh chơi tổng cộng 300 trận ở Serie A trong 13 năm,
nhận kỷ lục 16 thẻ đỏ ở Serie A và bị đuổi khỏi 21 lần trong sự nghiệp. Một cách nghiêm khắc thì đây là cầu thủ chơi bẩn nhất của lịch sử San Siro. Montero đá 3 trận chung kết cùng với Juventus vào các năm 1997, 1998 và 2003, tất cả đều thua và được nhớ đến với những thành tích bị thẻ phạt chẳng vẻ vang gì. Nhưng ít nhất thì mọi tập thể có anh trong đội đều coi những thẻ phạt xấu xí đấy là những sự hy sinh cao cả. Anh từng có câu nói nổi tiếng khi mà được hỏi về pha cắn chị Enelly của Luis Suarez: "Thời của tôi, chuyện này như cơm bữa." Cyril Roon, 19 thẻ đỏ. Trước khi mà Sergio Ramos phá vỡ kỷ lục về số thẻ đỏ trong suốt cả sự nghiệp vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, thì Cyril Roon mới là quán quân của cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử bóng đá của châu Âu với 19 thẻ đỏ ở lịch 1. Ngoài ra thì Cyril Roon đang giữ kỷ lục là cầu thủ chơi bạo lực nhất ở lịch 1 khi mà anh đã 25 lần bị đuổi khỏi sân và lĩnh 187 chiếc thẻ vàng kể từ khi mà khởi nghiệp ở FC Bastian. Ở Pháp thì người ta gọi Roon là Le Boucher, có nghĩa là gã đồ tể, vì những pha vào bóng chặt chém chẳng khác nào một võ sĩ samurai. Năm 1999, gã đồ tể từng làm vỡ sống mũi của một người đồng đội ở Lens trong khi mà đang tập đối kháng. Cũng trong năm đó, một cổ động viên của câu lạc bộ đối nghịch Troyes đã phải lĩnh trọn gầm giày của Roon. Chưa hết, trong trận đấu diễn ra giữa Lyon và Nice, đội bóng của Roon mùa trước, thì anh còn xứng sổ đòi ăn thua đủ với trọng tài vì không hài lòng với quyết định xử phạt của ông vua sân cỏ. Rõ ràng là người hâm mộ của Real Madrid có cớ để lo lắng cho chân vàng chân ngọc đã được bảo hiểm tới 100 triệu euro của Ronaldo. Anh thực sự là một trong số ít cầu thủ mà mọi người không muốn đối mặt nhất. Và đứng đầu trong top các cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất chính là Sergio Ramos với 20 thẻ đỏ. Sự nghiệp của Sergio Ramos luôn gắn liền với những bàn thắng và thẻ đỏ. Ghi bàn khi Real Madrid thắng, lĩnh thẻ đỏ khi mà Real Madrid thua. Anh hiện đang vô đối về số thẻ đỏ trong năm giải đấu hàng đầu của châu Âu sau khi mà bị đuổi khỏi trận thua với Girona. Ramos từ lâu đã bị coi là cầu thủ xấu tính bậc nhất khi mà sẵn sàng đấu hạ, chơi tự xảo và khiêu khích đối phương. Tuy nhiên, nghệ thuật khắc ám này không phải lúc nào cũng tốt khi mà anh liên tục báo hại đội bóng với những lần bị truất quyền thi đấu, rất đáng để chê trách. Tại vòng 24 của La Liga, ở những phút cuối trận thì trong nỗ lực gồng mình để tìm bàn gỡ của một đội bóng hoàng gia, thì Ramos đã phải nhận một thẻ đỏ vì lỗi cao chân và hành vi với một tình huống tung người, móc bóng, nhưng lại móc trúng mặt của hậu vệ Bedo Alcala bên phía của đối phương. Vì vậy mà Ramos đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa là một thẻ đỏ. Với lần chốt quyền thi đấu đó, thì Ramos là cái tên đầu bảng trong danh sách vua thẻ phạt trong lịch sử của La Liga và trở thành cầu thủ đầu tiên cả mốc 20 thẻ đỏ. Trong cả sự nghiệp của mình thì Ramos đã nhận tổng cộng 146 thẻ các loại trong 454 lần ra sân, trung bình là 3 trận sẽ có một lần phải nhận thẻ. Bóng đá luôn là nơi sản sinh cũng như là bến đỗ lý tưởng cho những cầu thủ có lối chơi thiên về thể lực, thậm chí là tính thể lực ấy cũng được nâng tầm lên thành bạo lực. Trên đây chính là danh sách top 7 cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử của châu Âu với những cái tên tiêu biểu như là Sergio Ramos, Cyril Roon hay là Paulo Montero. Những cầu thủ này đều có chung một lối chơi là lăng xả, sẵn sàng hạ gục đối thủ để có thể giành được chiến thắng. Trên sân cỏ, những cầu thủ này thực sự là nỗi ám ảnh cho các đội bóng. Còn cầu thủ nào là nỗi ám ảnh với bạn nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe và ấn vào biểu tượng chuông để có thể đón xem được những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!